Hôm đấy chạy nhanh nha. Hãy nhớ đến cái tên Minh ơi này. Vũ lý này. Đâu Đức Thành nha. Ô không được. Đang đợi cái gì vậy, còn đợi cái gì nữa. Anh đang đá mà. Uầy. Con rùa béo nó chạy nhanh quá. Hãy nhớ đến cái tên Minh ơi này. Alo anh, alo anh. Alo. Đây. Được chưa em? Ủa ghê thế nhờ. Bình thường em ơi, thế mà đã ghê rồi á, Anh em vừa vào, anh em cho tôi cả Minh ơi một like một sub nhá. Cảm ơn rất là nhiều. Ngộp chưa? Nhưng mà giải HBO em đá được mấy trận đấy? À Minh ơi. Trong giải em đá được mấy trận? Nhưng mà em win được mấy trận đấy. Nhớ. Hả? Từ vòng ngoài ấy, từ vòng switch ấy, em win được mấy trận? Đá 3 game win 2 á. Em win trận nào ấy nhỉ? Em không nhớ lắm. Trận 6-1 luôn á. À hết hai em chính chứ, nhầm. Hết hai chính xong rồi là ghi 5 bàn thì phụ đúng không? Chuẩn chưa? Rồi, hôm nay đừng mang nó vào đây nhá. Birot là đá hôm đấy nó đá trận nào nhỉ? À đúng rồi, Birot và su bin chính xác. Anh vẫn nhớ trận đấy. Trận đấy là em biết cái nguyên nhân dẫn đến Birot nó bị thua là tình huống nào? À, không phải run tay. Đây nếu phải là run tay. Ủa, em xem em không biết đó. Anh là khán giả, anh còn biết, em sẽ không biết. Hả? Hay có hai là kém của tụi em luôn á. Đúng không? Em là 99 luôn à? 99 là tuổi con gì nhỉ? Con mèo luôn à? À, nhưng mà em ở Sài Gòn, em ở quận mấy vậy? Quận 7 là quận ăn chơi đúng không? 1357 mà. 1357 anh thấy trong đấy 1357 là ăn chơi mà. B5 mà thua trước 2 trận là khó đá đấy. Thế mà đã nhanh. Thế là bình thường chưa nhanh lắm nha. Chưa nhanh lắm. Nhưng mà từ hôm đá giải xong về em có trên tay không vậy? À Minh ơi, cứ đá vừa đó, đá thế thì xuống tay đấy. Nhưng mà em đánh giá sao về cái màn thua bất ngờ trước trước G.E? Hả? Chủ quan đúng không? Ừ, anh cũng nghĩ vậy. Và toàn thể khán giả cũng nghĩ vậy. Hơi chủ quan đúng không? Nói chung là gặp G.E là anh nghĩ là thắng phải đến 70-80% rồi. Thế mà không ngờ. Nhưng mà cái trận tuyệt vọng nhất là cái trận là mình lại ăn nhá. Cái trận tuyệt vọng nhất ấy, khi gặp Brogy ấy, thì mình ăn nhá. Ăn có bất ngờ luôn đấy. Hôm đấy anh like anh cổ vũ luôn mà. Ôi dạ, tôi nhó rồi. Thì em ơi, ra đề nha. Đôi khi phải lườm rau cắp thịt tí em ạ. Trở lại mình để thua 2 bàn sớm quá. Kho đá mới đá được một trận mà nó biết luôn lối đá của tôi anh em ạ. Ghê thật. Đúng là tuyển thủ. Rồi xong. Ủa mày đấy, mày gọi lấy mày nha. Ui hay quá em ơi. Nhưng em đá FIFA được bao nhiêu năm rồi? Đã lâu rồi, lâu là khoảng bao nhiêu năm rồi? Đá từ 4-3, 4-2. Có 3 em biết chơi một ít thôi. Trong top bây giờ chắc chỉ có team top còn gì nữa. Mà em ở trong Sài Gòn thì chắc là gặp mấy anh em ở trong Sài Gòn nhiều đúng không? Nhưng mà em đã từng đi đá giải cộng đồng bao giờ chưa? Đá sút luôn á? Mình ơi, cầm bóng khó chịu phết anh em ạ. Bóng khó chịu cực kỳ luôn đấy. Ôi! À, quái mỏi tay quá anh em ạ. Ôi hết sạch lực luôn ạ. Tôi hết sạch lực luôn rồi anh em ơi. Icon nó vẫn còn nhiều lực quá. Icon nó vẫn còn nhiều lực quá cơ. Vũ lý hết sạch lực luôn này em này. Giống cái quả em ghi gỡ hoàn 2 đều quá Minh ơi ạ. Ok, anh có hai trận làm vốn rồi, thua cũng được. Em đá vị trí nào? Sân 5 ở trong Sài Gòn toàn là sân 5 nhỉ. À hay nha. Ok. Ui hay quá. Rùa quá, rùa em ạ, rùa. Ôi đứng dậy đi em. Uầy, hay quá. Uầy, không đỡ được. Thường những em kiểu chửi tôi hay như nào đấy tôi mới chặn thôi. Chừng gì vậy? Rồi, ok. Không biết đảo đá mẹ giữa. Tôi cứ tưởng là tôi thua 3-0, hóa ra tôi vẫn thắng được 2 game. Nói chung là tưởng MiA mạnh lắm, MiA ăn anh 3-0, nhưng mà thật sự là MiA không mạnh như anh nghĩ. Uầy, mày quá việt vị kìa. Thôi đi rồi. Ta bảo là wrestling kinh quá không lên được. Nên update đội hình nhá. Đùa, chưa có BB anh em ạ, chưa có BB để update, đội nó chỉ đến thế này thôi. Đây sẽ là bước ngoặt của trận đấu nha MiA ơi. Đây sẽ là bước ngoặt của trận đấu nha. Đùa ấy, cho anh sánh người ấy. Em nhìn cái thể lực của anh này, em nhìn anh, em nhìn quả 4 thằng CB của tôi này. Em nhìn quả 4 CB của tôi chưa? Trời đất ơi, không có thể lực, không có một tí thể lực nào luôn đấy. Anh nhìn này. Anh em nhìn CB ở bên nhìn CB ở bên bên MiA này. Vẫn còn nguyên cây lực luôn, sợ. Ra đây này. Cắt luôn à? Ôi gì rồi đéo kịp. Ôi không được. Cơ hội còn nguyên mà anh em, cơ hội còn nguyên mà. Tôi thủ qua cái thông bão này vào ben đá cho tâm lý tí nhờ. Thôi xong rồi. Ok, nói chung là hôm nay thế là hay rồi. Cảm ơn em nhiều nhá, cảm ơn Minh ơi nhiều, cảm ơn em.